Hello các bạn, anh em của Chúa xin chào tất cả các bạn nhá. Các bạn ơi, hôm nay anh em mình sẽ làm một món ẩm thực nướng ở dưới gầm cầu các bạn ạ. Và lại rất vui luôn vì hôm nay lại được có sự góp mặt của Kenny. Hôm nay là món tôm nướng gầm cầu. Hôm nay anh em thử sống ở dưới gầm cầu một ngày làm sao các bạn ạ. Nói phét thì thôi, thử nướng dưới gầm cầu thôi. Là món nướng dưới gầm cầu đấy các bạn ạ. Hôm nay vì trời mưa quá nên anh em không làm được ở trên mặt cầu, mà hôm nay anh em xuống gầm cầu các bạn nhá. Hôm nay đây anh em có tôm và mực các bạn ạ. Tôm và mực các bạn ạ. Thì anh em mình cũng có mời thêm Kelly ra đây ăn cùng anh em mình cho vui các bạn nhá. Anh em mình vừa biết Thuận thích uống dòng đỏ, anh em mình làm một lố uống cùng luôn này. Đấy, còn đây là em uống trước một lon. Ừ, em uống đi. Đấy, em uống trước đi vì Thuận ngủ dậy muộn nữa các bạn ạ. Còn Thuận toàn phải làm đêm thôi nên vất vả nên ngủ dậy muộn đó các bạn. Còn chưa ăn sáng cơ. Anh em mình đi ăn sáng non đi rồi. Đêm em xem phim. Đây này. Còn đây là anh em mình vừa làm được gói mực các bạn nhé. Còn đây là tôm nha. Anh em mình hôm nay tẩm siêu cay để nướng nữa các bạn ơi. Rồi ok, bây giờ anh em mình làm luôn nhá. Trời mưa quá các bạn ạ, nên là anh em mình xuống dưới gầm cầu nướng ấy. Đây anh em mình đi lấy lá chuối về để rải ra chỗ ngồi các bạn này. Đây. Đây mời mọi người nha. Mình ăn thôi, đói quá rồi. Quá từ sáng bây giờ chưa ăn gì, vừa mới ngủ dậy mọi người ạ. Anh em mình mời mọi người nha, mọi người ơi. Mời mọi người nha. Ui giời, camera chịu khó tí nhá. Tí nữa camera vào ăn. Ui. Ngon lắm em. Vì trời mưa quá nên ra là anh em mình quay thế này view cũng không được đẹp lắm các bạn ơi. Nhưng mát các bạn ạ. Nhưng mà lại rất vui vì được ăn cùng Kelly các bạn ạ. Thế gần tôi này thoải mái hơn. Mời mọi người nhá. Ui, quả dâu này to lắm, mình thiếu ăn quả dâu này. Cái này phải chấm đậm mới sướng các bạn. Cái nước này ngọt nhỉ? Vâng. Dâu ngọt phết. Chắc tôi. Ngọt lắm các bạn ạ. Ngọt lắm. Ăn chấm tắt tế. Đây, tôm chết nó nhảy ra ngoài nhỉ. Mực nướng ăn ngon phết nhỉ. Được phết nhỉ. Được của nó đây. Ơi, mời mọi người nhá. Ủa, ngon lắm. Chấm nước chấm này thôi rồi á. Ngon quá. Ngon lắm em ạ. Anh thử miếng mực. Giòn lắm. Ok các bạn ơi. Thơm lắm các bạn này. Ngon. Vừa với gầm cầu ngon các bạn ạ. Được cái gầm cầu ăn mát luôn các bạn. Bây giờ là mình ăn thôi mọi người ạ.
ngon lắm các bạn. Đây là tôm gầm cầu, tôm nướng gầm cầu ấy, mời mọi người bên bên các anh của chuối. Ngon. Hơi cay nhỉ. Cũng nhấp nhẹ vẫn hơi cay. Đây mời mọi người nha. Ngon lắm. Lòng đỏ. À đấy, mình quên lòng đỏ. Anh lừa bỏ không hết á. Hết, sợ thiếu. Không, thoải mái. Đói này ăn ngon đấy. Ngon. Ơi, hơi nóng. Hôm nào mà em đi tán gái rong ở phố cho bọn anh đi cùng nhá. Ok anh. Đây. Thơm lắm, tôm thơm lắm mọi người ạ. Một giờ không? Ngon quả vỏ luôn. Nào tôm đâu. Ủa sao con có những con ngọt thế nhỉ? Tôm nướng mà. Ủa? Quá. Ăn cả vỏ luôn nó chất mà. Ăn cả vỏ mới giòn á. Ăn cả vỏ mới giòn quá. Ăn cả vỏ mới thơm. Đúng rồi. Đúng rồi. Mà cái này bóc cho camera nhá. Camera quay nãy giờ thèm lắm rồi. Camera bóc con này cho camera cái nhỉ. Đây, tay đang cầm thì chấm luôn rồi nhá, có ăn cay không? Đây, cái ok, cắn luôn đi. Đấy, ui dồi, ngon không? Ăn rung miệng nhưng phải giữ tay im nhá. Bây giờ vào mùa mưa rồi các bạn ạ, nên là anh em mình tìm view quay cũng hơi khó các bạn ạ. Các bạn có nghe tiếng suối chảy không? Tiếng sông luôn á. Sông ấy nhờ. Bình thường là sông. Con suối thôi nhưng mà giờ là cái con sông rồi. Sông nằm lống. Ngọt thật đấy. May quá các bạn ạ. Hôm nay anh em mình mời Kelly đến ăn tôm nướng cùng anh em mình thì Kelly lại ở nhà chứ không Kelly lại đi tán gái dạo ở... Không, bây giờ em tán gái rồi. Đây. Ở phố thì lại... Mời mọi người nha. Ngon. Kiểu nó thơm thơm ấy. Thơm thơm ngon nhỉ. Vâng. Tôm nướng thì ngon đấy. Ngon mà anh. Thôi cái cay này mới ngon. Mực này cũng giòn ác ấy. Này đi phải đợi bọn anh nướng lâu quá sốt ruột nhỉ. Không ăn như thế mới ngon. Vì nướng không nhanh được các bạn ạ. Nào, camera làm miếng được không? Ra đây. Đây. Ra đây, đấy. Làm miếng đi. Này. Vất vả tí. Ăn bây giờ nó nóng rồi, phải ngon đấy. Ừ. Ăn này uống dòng đỏ hợp luôn đấy nhỉ? Vâng. Nhưng mà anh thấy là trong các video em chỉ thích ăn uống dòng đỏ nhỉ? Sự tinh đỏ với dòng đỏ. Kiểu em đổ vào cốc cho nó đẹp ấy. Ngon lắm các bạn ạ. Các bạn ơi, mình sẽ làm một miếng tôm nha các bạn nhé. Đây, nước chấm này. Các bạn này. Thực sự là tôm thì nướng ở trong vườn cũng ngọt mà nướng dưới gầm cầu cũng ngọt các bạn ạ. Nướng đậu cũng giống nhau đúng không? Ngon lắm các bạn ạ. Phê thật. Làm hấp dòng đỏ nữa. Tuyệt vời luôn các bạn ơi. Thôi, móc bim bim ăn chứ. Đấy, mình sẽ khui quả
túi sách bim bim siêu to khổng lồ đấy các bạn ạ. Anh em mình chưa được ăn bao giờ luôn đấy các bạn ạ. Hôm nay mới chơi thử luôn các bạn nhá. Cái loại này chắc phải ăn 3 ngày 3 đêm mới hết mất. Hôm nay anh em mình chơi lớn luôn các bạn. Cui nào nhỉ? Ô, sao bên trong còn có nhỏ à? Ôi rồi, có lừa nhau à? Bên trong còn có nhỏ. Có điêu nhỉ? Đó các bạn này. Ôi các bạn ơi, tưởng là một đống bim bim to anh trong đấy. Tưởng là như kiểu bóc ra là toàn bim bim luôn. Ôi. Em thích gói đỏ, cái gói xanh. Em gói đỏ. Mình làm gói này là gói vàng luôn các bạn ạ. Thế là lừa mình rồi các bạn ạ. Mình bóp em cứ tưởng là trong này có cái gì đấy, nước chấm à? Ô, có nước sốt luôn này. Sốt thì mịn luôn. Sốt cà chua luôn. Lạ nhỉ. Đổ nước sốt ra xem nào mọi người nhá. Cho cái nước sốt vào ăn này. Có phải chấm không nhỉ? Hay là mình đổ ở đây nhỉ? Đổ ra đây đi. À không phải, chấm ở đây. Đây. À. Tương ớt. Như tương ớt luôn các bạn ạ. Nhưng mà tương ớt ngọt lắm. Tương ớt ngọt à? Bim bim của Thái các bạn ạ. Quá. Bim bim bên trong này tưởng có nhiều hóa ra toàn có nhỏ. Trong này là được 2 3 5 túi. Nhưng mà bim bim ngọt thật đấy. Ngọt thế. Thôi đi ăn khác bim bim Việt Nam mình nhau khác luôn. Ok các bạn ơi, vậy là đúng tầm giờ đói luôn mấy anh em mình đã đánh tan hết. Nó hết rồi, đúng rồi, các bạn hết. Cái mâm này luôn các bạn ạ. Bim bim thì cứ còn gói thôi. Đấy, bim bim còn mỗi gói. Giờ thì anh em mình xin phép được dừng video tại đây nhé các bạn nhé. Các bạn xem video thì yêu quý anh em Củ Chuối mình cho anh em mình xin một like. Nhớ đăng ký kênh, ấn chuông và chia sẻ giúp anh em mình các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Bye bye.